bình minh và hoàng hôn. Cả hai đều rất đẹp. Nhưng tại sao người ta chỉ thích đặt tên là bình minh thôi nhỉ? Tôi rất tự tin vào giọng hát của mình, chinh phục mọi nốt bài khó tính nhất. Nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó. Ôi má ơi, người gì đâu mà đẹp long lanh như trong bức tranh vậy trời. Yeah, ta đi đây. Hồ Biên. Ta đi bộ. Khi anh chịu gặp em thì thôi. Trái vũ thai. Em yêu ai cũng thế. Không. Thời hạn sống thì tối đa còn 5 năm. Anh Phong với cái vị gì mà nhập viện nhanh lắm? Chuyện nhỏ mà. Thằng bạn thân của tôi này có chuyện gì? Phim của cuộc đời Đình Phong ấy nó còn dài ai quá. Khi bắt đầu viết kịch bản, anh có hỏi Lý Minh Tùng. Lý Minh Tùng là người chấp bút cái cuốn sách bắt đầu từ một kết thúc cho One B. Chính là người quản lý của One B lúc còn sống. Thì anh hỏi Lý Minh Tùng là One B thích cái địa danh nào nhất. Minh Tùng nói là One B thích biển, và đặc biệt là biển Nha Trang. Nên là ba đoạn quan trọng nhất của phim, đầu phim, cuối phim và cái mấu chốt giải quyết vấn đề của nhân vật chính thì anh cho xảy ra ở Nha Trang. Đó là cái cách mà đoàn phim muốn tôn trọng hình mẫu nhân vật chính. Tụi anh đi trước ra đó để tụi anh đi chọn cảnh, thì anh đi khắp các đảo. Cái đảo đó anh thích là bởi vì nó có, thứ nhất là về địa thế thì nó có rất là nhiều chất liệu để làm hình ảnh nó lãng mạn. Cái thứ hai nữa là nó tạo sự mênh mông. Sự mênh mông mang cái yếu tố tâm hồn của nhân vật chính. Và cái thứ ba là nó rất là thử thách. Khi mà chọn cái bối cảnh đó thì anh biết là nó sẽ là về góc độ sản xuất, nó sẽ là một cái sự thử thách rất là lớn. Tại vì nó cách bờ gần tiếng hồ đi tàu. Thì anh tin là mọi người sẽ chinh phục được cái thử thách đó. Hồi sáng nay cũng có thiếu một cái đạo cụ. Đó là cái phong bì. Thì nó bị sót lại. Chịu có phong bì. Cái phong bì với hình của bé Tuấn Anh. Cái gì vậy? Đây, chiều nay mới có cano đi vô. Đi ra đây, không có cạnh ra đây nữa. Rồi có bây giờ hả? Nhưng mà rất là may mắn là bây giờ đã mang được tới đảo rồi. Là nhờ cái đội flycam mắc ở bên kia quay xe, là ké được flycam mang vào đây. Đoàn làm phim đang thực hiện bối cảnh quay tại Nha Trang. Thì cứ nghĩ là ai cũng bảo trời ơi Nha Trang quay sung sướng quá, được đi ra biển chơi này kia. Nhưng thực sự thì đây là những phân đoạn rất là nặng ở trong phim. Thì cái ngày đầu tiên là đạo diễn Quang Huy bảo là mọi người sẽ ra một cái đảo. Cái đảo này thì nó không có người ở phía sau
phía sau cái bờ là một cái nghĩa trang. Tùng vừa bước chân xuống cái đảo đấy, một cái điều mà đập vào mặt Tùng trước đó là những ngôi mộ có tên, mà những ngôi mộ nó chỉ là cái bia thôi, không tên. Trên đấy thì không hề có một cái gì cả, không có toilet, không có nhiều bóng cây mát. Thì em rất là mệt, có thể là mệt mà nắng nóng, thiếu nước, rồi đói khát đủ thứ, nhưng mà cố gắng vì cảnh quay đó. Cái phân đoạn đó là phân đoạn mà phải cãi nhau rất là nhiều. Băng Hà đã khẩu chiến với cả anh Lâm ở trong phim. Một cái đoạn kịch tính trong phân đoạn đó thì máy quay Quỳnh Anh với lại Kiến Huy trước, thì hai bạn là sung lắm, cãi và rất là lớn tiếng. Thì hôm nay đã tắt tiếng rồi, thì đó là hậu quả của ngày hôm qua la hét rất là quá đà. Nếu mà dùng cái từ nằm ngủ thì em biết có phải không, mà hầu như là tụi anh ngất đi á. Ngất đi đúng hơn, ngất đi liệm đi khoảng 30 phút sau tỉnh dậy khỏe hơn chút. Không bao giờ mình nghĩ mình sẽ nằm thẳng cẳng xuống một cái bãi đá thì mình nằm ngủ mà ngủ rất ngon lành, mặc cho là bụi đi qua mặt mình hoặc là con gì bò lên người mình cắn thì mình cũng kệ luôn, bởi vì quá mệt. Vậy ai nghĩ làm diễn viên sướng chứ thực ra làm diễn viên chúng ta thấy những cái hình ảnh đẹp, những cái góc máy đẹp, những cái bộ phim hay, nhưng mà thực ra làm diễn viên là mất sức rất là nhiều. Mọi thứ trên đảo đều thiếu thốn nhưng mà bù lại thì rất là vui. Tất cả anh em đi khi mà dưới cái biển á, thì rất là nhiều đá, nó không phải là cái bờ biển cát như chúng ta tưởng tượng. Người bị thương nhiều nhất là Đình Phong, ngồi bị chảy chân, một vết rất là to, rất là vất vả. Về lại với Hà đi. Mày duyên đấy, mày duyên đấy Phong ạ. Thằng Phong nó là một thằng bạn của thằng Hà, mà Phong tức là Sơn Thùng MTP. Ôi, cái gì đấy? Anh tên mình đấy. Trời ơi, Sơn Thùng MTP. Nghe sợ rồi. Gọi chuẩn không? Gọi là rapper hay tự gọi chuẩn không? Nghe sợ rồi. Hay gọi là Nguyễn Thanh Tùng. Thì lúc mà Huy quay bị xước vậy thì Tùng đứng cười rất là lớn. Huy cảm thấy đó là một niềm vui của Huy khi hai bạn diễn mình cười mình như vậy. Cảm sâu thì ổng bị cứa. Nhưng nhìn chung thì cảnh quay xuất sắc nhất đoạn đó chính là anh Lâm, là anh Văn, là một người diễn nội tâm cực kỳ tốt. Nhờ ảnh mà hôm nay giọng của Hà đã bị tắt rồi. Ngày hôm qua một chuyến đi rất là đáng nhớ, thu hoạch rất là nhiều những cái cảm xúc tốt cho bộ phim, và mong là khi mà lên phim thì mọi người sẽ cảm nhận được cái sức lao động rất là nghiêm túc và vất vả của đoàn phim. Ngày 16 là ngày mai mà đoàn sẽ về lại Sài Gòn, ngày 17 nghỉ một ngày và ngày 18 lại qua Singapore để thực hiện tiếp những cảnh quay tại bệnh viện. Thì cái nước da đen như vậy, tự dưng mọi người có khi sẽ thấy một điều là tại sao những thước phim bên Singapore mà người nào người nấy da đều đen như là châu Phi. Kinh rất là kinh. Cảm thấy là buổi sáng hôm nay như vậy rất là chân chu, và hy vọng cả một ngày dài cũng sẽ thuận lợi như vậy.
Vừa quay xong một cảnh đầu tiên, mọi thứ cảm thấy khá là tốt. Hôm nay là một ngày sẽ quay rất là dài, một ngày quay rất là dài. Và cũng nghĩ rằng mọi người sẽ cảm thấy khá là mệt. Mệt ở đây không phải là vì mình phải trải sức nhiều, mà mệt ở đây là vì những cái mình chưa thích hợp được. Chưa hợp được với cái cách làm việc ở đây, con người nữa. Cho nên là sẽ phải cố gắng nhiều lắm. Ok, moving on. Và đó là một cái gói. Ha ha.